Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự, thứ 23. Lúc mấy giờ, Ngài Túc Dương Hoa Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Ngài Dược Dương Bồ Tát dạo đi nơi cõi Ta Bà như thế nào? Thế Tôn, Ngài Dược Dương Bồ Tát đó có bao nhiêu nghìn muôn ức na do tha hạnh khổ khó làm? Hay thay Thế Tôn, nguyện giải nói cho một ít các hàng trời, rồng, thần, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Cùng Phi Nhân, vân vân, và các vị Bồ Tát ở các nước khác đến cùng chúng thanh văn đây nghe đều vui mừng. Lúc đó Phật bảo Ngài Túc Dương Hoa Bồ Tát: Về thuở quá khứ vô lượng hằng hà sa kiếp trước, có Phật hiệu Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Phật đó có 80 ức đại Bồ Tát, 72 hằng hà sa chúng đại thanh văn. Phật sống lâu 42.000 kiếp, Bồ Tát sống lâu cũng bằng Phật. Nước đó không có người nữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula vân vân, và với các khổ nạn, đất bằng như bàn tay, chất lưu ly làm thành, cây báu trang nghiêm, màn báu trùm lên, thồng các phan báu đẹp, bình báu, lò hương khắp cùng cả nước, bảy món báu làm đài, một cây có một đài, cây đó cách đài đều một làng tên. Các cây báu đó đều có Bồ Tát thanh văn ngồi ở dưới. Trên các đài báu đều có 100 ức chư thiên trỗi kỹ nhạc trời ca khen Đức Phật để làm việc cúng dường. Bấy giờ Đức Phật đó vì Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát cùng chúng Bồ Tát và chúng thanh văn nói kinh Pháp Hoa. Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát ưa tu tập khổ hạnh ở trong pháp hội của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật mãn 12.000 năm, đặng hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Đặng tam muội đó rồi lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng: Ta đặng hiện nhất thiết sắc thân tam muội này đều là do sức đặng nghe kinh Pháp Hoa. Ta này nên cúng dường Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật và kinh Pháp Hoa. Tức thời nhập tam muội đó, ở giữa hư không trưới bông mạng Đà La, bông ma ha mạng Đà La, cùng bột kiên hắc chiên đàn đầy trong hư không như mây mà trưới xuống. Lại rưới hương hải thử ngạn chiên đàn, sáu thù hương này giá trị cõi Ta Bà để cúng dường Phật. Cúng dường thế đó rồi, từ tam muội dậy mà tự nghĩ rằng: Ta giàu dùng thần lực cúng dường nơi Phật, chẳng bằng dùng thân cúng dường. Liền uống các chất thơm, chiên đàn, quân lục, đâu lâu bà, tất lực ca, trầm thủy giao hương, lại uống dầu thơm các thứ bông chim bạc vân vân, mãn 1.200 năm, rồi lấy dầu thơm xoa thân ở trước Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, dùng y báo cõi trời mà tự quấn thân, rưới các thứ dầu thơm, dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt thân. Ánh sáng khắp soi cả 80 ức hằng hà sa thế giới, các đức Phật trong đó đồng thời khen rằng: Hay thay, hay thay, thiện nam tử, đó là chân thiệt tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng hoa hương chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan, lọng, bằng lụa cõi trời và hương hải thử ngạn chiên đàn, dùng các món vật cúng dường như thế đều chẳng bằng được. Giả sử quốc thành thê tử bố thí cũng chẳng bằng. Thiện nam tử, đó gọi là món thí thứ nhất, ở trong các món thí rất tôn rất thượng. Bởi dùng pháp cúng dường các đức Như Lai vậy, các đức Phật nói lời đó rồi đều yên lặng. Thân của Bồ Tát lửa cháy 1.200 năm, qua sau lúc đó thân Bồ Tát mới hết. Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát
làm việc pháp cúng dường như thế xong, sau khi mạng chung lại sanh trong nước của Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, ở nơi nhà vua Tịnh Đức bỗng nhiên ngồi xếp bằng hóa sanh ra. Liền vì vua cha mà nói kệ rằng: Đại vương nay nên biết, tôi kinh hành chốn kia, tức thời Đặng Nhất Thiết, hiện chư thân tam muội, siêng tu rất tinh tấn, bỏ thân thể đáng yêu, cúng dường Đức Thế Tôn để cầu huệ vô thượng. Nói kệ đó rồi, thưa vua cha rằng: Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nay vẫn thì còn, tôi trước cúng dường Phật xong, đặng giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, lại nghe kinh pháp hoa này 800.000 muôn ức Na Do Tha, Chân Ca La, Tần Bà La, A Súc Bà các bài kệ. Đại vương, tôi nay lại lên cúng dường Đức Phật đó. Thưa xong liền ngồi đài bảy báo, bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, qua đến chỗ Phật đầu mặt lại chân, chắp tay nói kệ khen Phật. Dung nhan rất đẹp lạ, ánh sáng soi 10 phương, con vừa từng cúng dường nay lại về thân thấy. Lúc đó ngài Nhất Thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát nói kệ xong mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Bấy giờ Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo ngài Nhất Thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, giờ ta nhập Niết Bàn đã đến, giờ diệt tận đã đến, ông nên sắp đặt giường tòa, ta trong đêm nay sẽ nhập Niết Bàn. Phật lại bảo ngài Nhất Thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ta đem Phật pháp giao phó cho ông và các Bồ Tát đại đệ tử cùng pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng đem cõi thất bảo tam thiên đại thiên, các cây báo đài báo và hàng chư thiên cung cấp hầu hạ đều giao phó cho ông. Sau khi ta diệt độ, có bao nhiêu xá lợi cũng phó chúc cho ông, nên làm cho lưu bố rộng bày các việc cúng dường, nên xây bao nhiêu nghìn tháp. Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo ngài Nhất Thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát như thế rồi, vào khoảng cuối đêm nhập Niết Bàn. Lúc đó ngài Nhất Thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát thấy Phật diệt độ, buồn cảm sầu khổ, luyến mộ nơi Phật, liền dùng hải thử ngạn chiên đàn làm vàng để cúng dường thân Phật mà thiêu đó. Sau khi lửa tắt, thâu lấy xá lợi đựng trong 84.000 bình báo để xây 84.000 tháp cao 3 thế giới, chưng dọn trang nghiêm thồng các phan lộng treo các linh báo. Bấy giờ ngài Nhất Thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát lại tự nghĩ rằng: Ta giàu làm việc cúng dường đó lòng còn chưa đủ, nay ta lại nên cúng dường xá lợi. Liền nói với các Bồ Tát đại đệ tử và trời rồng dạ xoa vân vân tất cả đại chúng rằng: Các ông phải một lòng ghi nhớ, tôi nay cúng dường xá lợi của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. Nói xong liền ở trước 84.000 tháp đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm, mãn 72.000 năm để cúng dường, khiến vô số chúng cầu thanh văn, vô lượng vô số người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đều làm cho trụ trong hiện Nhất Thiết sắc thân tam muội. Lúc đó các Bồ Tát, trời, người, Atula vân vân thấy ngài không có tai, bèn sầu khổ buồn thương mà nói rằng: Ngài Nhất Thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát này là thầy chúng ta, giáo hóa chúng ta, mà nay đốt tai, thân chẳng đầy đủ. Lúc ấy ngài Nhất Thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát ở trong đại chúng lập lời thề rằng: Tôi bỏ hai tay, ắt sẽ đặng thân sắc vàng của Phật, nếu thiệt không dối, thời khiến hai tay tôi hoàn phục như cũ. Nói lời thề xong, hai tay tự nhiên hoàn phục, đó là do phước đức trí huệ thuần hậu của Bồ Tát cảm nên. Đương lúc đó cõi tam thiên đại thiên thế giới sáu điều gian động, trời rưới hoa báu, tất cả người trời đặng diệt chưa từng có. Đức Phật bảo ngài Tú Dương Hoa Bồ Tát: Ý ông nghĩ sao? Nhất Thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính nay là ông Dược Dương Bồ Tát đó. Ông ấy bỏ thân bố thí số nhiều vô lượng 100.000 muôn ức Na Do Tha như thế. Tú Dương Hoa, nếu người phát tâm muốn đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, có thể đốt một ngón tay nhẫn đến một ngón chân để cúng dường tháp của Phật, hơn đem quốc thành, thê tử và cõi thiên tam đại thiên
núi rừng, sông, ao, các vật trân báu mà cúng dường. Nếu lại có người đem bảy thứ báu đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên cúng dường nơi Phật, cùng Đại Bồ Tát, Duyên Giác và A-La-Hán, công đức của người đó đặng chẳng bằng người thọ trì kinh Pháp Hoa này nhẫn đến một bài kệ bốn câu, phước của người này rất nhiều. Tú Dương Hoa, thí như trong các dòng nước, sông, ngòi, kinh, rạch, thời biển là lớn thứ nhất, kinh Pháp Hoa này cũng như thế. Ở trong các kinh của Đức Như Lai nói rất là sâu lớn, lại như trong các núi non, Thổ Sơn, Hắc Sơn, núi Tiểu Thiết Di, núi Đại Thiết Di, cùng 10 núi báu, thời núi Diệu cao bậc nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh rất là bậc thượng. Lại như trong các ngôi sao, mặt trăng là bậc nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong nghìn muôn ức các kinh Pháp rất là sáng. Lại như mặt trời hay trừ các chỗ tối tăm, kinh này cũng thế, hay phá tất cả sự tối bất thiện. Lại như trong các vua nhỏ, vua chuyển Luân Thánh Dương rất là bậc nhất. Kinh này cũng như thế, ở trong các kinh là bậc tôn kính hơn cả. Lại như Đế Thích là vua trong 33 cõi trời, kinh này cũng thế, là vua trong các kinh. Lại như trời Đại Phạm Thiên Dương là cha của tất cả chúng sanh, kinh này cũng thế, là cha của tất cả hiền thánh, bậc hữu học, vô học cùng hàng phát lòng Bồ Đề. Lại như trong tất cả phàm phu thời bậc Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, vô sanh, duyên giác là bậc nhất, kinh này cũng thế. Tất cả Như Lai nói, hoặc Bồ Tát nói, hoặc Thanh Văn nói, trong các kinh Pháp là bậc nhất hơn cả. Có người thọ trì được kinh điển này cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sanh cũng là bậc nhất. Trong tất cả Thanh Văn cùng duyên giác, Bồ Tát là bậc nhất, kinh này cũng thế. Trong tất cả các kinh Pháp rất là bậc nhất. Như Phật là vua của các Pháp, kinh này cũng thế, là vua của các kinh. Tú Dương Hoa, kinh này có thể cứu tất cả chúng sanh, kinh này có thể làm cho tất cả chúng sanh xa rời các khổ não, kinh này có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh, đầy mãn chỗ mong cầu của chúng, như ao nước trong mát có thể đầy đủ cho những người khát nước, như kẻ lạnh được lửa, như kẻ trần truồng đặng y phục, như người buôn đặng chủ, như con gặp mẹ, như qua sông gặp ghe, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tối đặng đèn, như nghèo đặng của báu, như dân gặp vua, như khách buôn đặng biển, như đuốc trừ tối. Kinh Pháp Hoa này cũng thế, có thể làm cho chúng sanh xa rời tất cả khổ, tất cả bệnh tật đau đớn, có thể mở sự trăn trói của tất cả sanh tử. Nếu người đặng nghe kinh Pháp Hoa này, hoặc chép, hoặc bảo người chép, đặng công đức, dùng trí huệ của Phật tính lượng diệu ích, chẳng thể đặng ngần mé đó. Nếu chép kinh sách này, dùng hoa, hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan, lọng, y phục, các thứ đèn, đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu chim bạc, đèn dầu Tu Mạng Na, đèn dầu Ba La La, đèn dầu Bà Lợi Sư Ca, đèn dầu Na Bà Ma Lợi đem cúng dường, đặng công đức cũng là vô lượng. Tú Dương Hoa, nếu có người nghe phẩm Dược Dương Bồ Tát bổn sự này, cũng đặng vô lượng vô biên công đức. Nếu có người nữ nghe phẩm Dược Dương Bồ Tát bổn sự này mà có thể thọ trì, thời sau khi dứt báo thân đàn bà đó không còn thọ lại nữa. Sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, nếu có người nữ nghe kinh điển này đúng như lời mà tu hành, thời khi ở đây chết liền qua cõi an lạc, chỗ trụ xứ của Đức A Di Đà Phật cùng chúng đại Bồ Tát dây quanh, mà sanh trên tòa báu trong hoa sen, chẳng còn bị lòng tham dục làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng giận dỗi ngu si làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng kiêu mạn canh két các tánh nhơ làm khổ, đặng thần thông vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, đặng pháp nhẫn đó thời nhãn căn thanh tịnh. Do nhãn căn thanh tịnh đó thấy 700 muôn 2000 ức na do tha
hằng hà sa các đức Phật Như Lai. Bấy giờ, các đức Phật đồng nói khen rằng: hay thay, thiện nam tử, ông có thể ở trong pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thọ trì đọc tụng suy cảm kinh này, vì người khác nói: ông đặng công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt đặng, nước chẳng trôi đặng, công đức của ông nghìn Phật chung nói chẳng thể hết đặng. Ông nay đã có thể phá các giặc ma, hoại quân sanh tử, các quán địch khác thảy đều trừ diệt. Thiện nam tử, trăm nghìn các đức Phật dùng sức thần thông đồng chung thủ hộ ông. Tất cả trời người trong đời không ai bằng ông, chỉ trừ các đức Như Lai. Bao nhiêu thiền định trí huệ của các thanh văn, duyên giác, nhẫn đến Bồ Tát không có ai bằng ông. Tú Dương Hoa, vị Bồ Tát đó thành tựu sức công đức trí huệ như thế. Nếu có người nghe phẩm Dược Dương Bồ Tát bổn sự này mà có thể tùy hỷ khen ngợi, thời người đó trong đời hiện tại, trong miệng thường thoảng ra mùi thơm hoa sen xanh, trong lỗ chân lông nơi thân thường thoảng ra mùi thơm ngưu đầu chiên đàn, đặng công đức như đã nói ở trên. Tú Dương Hoa, vì thế ta đem phẩm Dược Dương Bồ Tát bổn sự này chúc lụy cho ông. 500 năm sau khi ta diệt độ, phải tuyên nói lưu bố rộng truyền ở cõi Diêm Phù Đề, chớ để dứt mất, chớ cho hàng ác ma, dân ma, cát trời, rồng, dạ xoa, cưu bàn trà, vân vân phá khuấy đặng. Tú Dương Hoa, ông phải dùng sức thần thông giữ gìn kinh này. Vì sao? Vì kinh này là món lương dược của người bệnh trong cõi Diêm Phù Đề. Nếu người có bệnh đặng nghe kinh này, bệnh liền tiêu diệt, chẳng già, chẳng chết. Tú Dương Hoa, nếu ông thấy có người thọ trì kinh này, phải dùng hoa sen xanh đựng đầy hương bột trải trên người đó. Rải xong nghĩ rằng, người này chẳng bao lâu quyết sẽ lấy cỏ trải ngồi nơi đạo tràng, phá các quân ma, sẽ thổi ốc pháp, đánh trống pháp, độ thoát tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh, già, bệnh, chết. Cho nên, người cầu Phật đạo thấy có người thọ trì kinh điển này, nên phải sanh lòng cung kính như thế. Lúc Đức Phật nói phẩm Dược Chương Bồ Tát bổn sự này, có 84.000 Bồ Tát đặng pháp, giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni. Đức Đa Bửu Như Lai ở trong tháp báo, khen ngài Tú Dương Hoa Bồ Tát rằng: hay thay Tú Dương Hoa, ông thành tựu bất khả tư nghị công đức mới có thể hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật việc như thế, làm vô lượng lợi ích cho tất cả chúng sanh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ 6. Tạm trì tùy hỷ thanh tịnh các căn, kiếp quên nhân pháp thể thường còn, thần lực khắp càn khôn trao phó ân cần, liều thân mạng để báo ơn trọng lớn. Nam mô Pháp Hoa Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ngài Di Lặc Bồ Tát so lường kinh nhân, sáu căn thanh tịnh hiện thiên chơn, bất khinh thể thường còn, vì pháp thiêu thân cúng dường Phật tịnh minh. Nam mô Tú Dương Hoa Bồ Tát. Nam mô Tú Dương Hoa Bồ Tát. Nam mô Tú Dương Hoa Bồ Tát.